Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bộ ghế bánh xe chân nhện tựa da vuông bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế này thì các bạn có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 46 đến 60 cm. Ghế này có thể dùng cho spa này, phun xăm này, cắt tóc này, gội đầu, nối mi này, hoặc là trang điểm cá nhân, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là nối mi, cắt tóc, gội đầu cũng rất chi là ok nhá. Ghế xe học sinh cũng được mọi người ạ. Đấy. Mặt ghế thì chất liệu bọc da mọi người ạ. Ngồi rất chi là êm và thích nhá mọi người nhá. Có thể chịu được sức nặng lên đến 150 cân nhá. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Kiểu dáng này rất chi là đẹp mọi người ạ. Từng đường kim mũi chỉ này, hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhá mọi người nhá. Đẹp êm này. Các bạn thấy không? Mình quay như thế nào là các bạn sẽ nhận hàng y như vậy nhé. Chân của ghế là kim loại mạ inox màu vàng, rất chi là bóng và đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, ngoài bốn màu mình đang quay này ra, mình còn có thêm ba màu nữa, tổng mình có tất cả 7 màu cho các bạn lựa chọn. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn để các bạn chọn màu sắc hợp lý nhé. Mình cảm ơn các bạn.